Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Khoa học tiếng Hàn nhập môn Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phụ âm cuối bắt chim Vậy thì trong video bài 1 và bài 2 các bạn đã được biết đến nguyên âm cũng như là phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phụ âm cuối, các cách ghép nguyên âm với phụ âm để làm sao thành một từ có nghĩa các bạn nhé rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm vào tìm hiểu là cái cấu trúc cơ bản trong tiếng hàn sẽ bao gồm như thế nào ạ thông thường thì sẽ có ba cái cấu trúc cơ bản cấu trúc thứ nhất là gì ạ có một phụ âm ghép với một nguyên âm chẳng hạn bình thường như tiếng việt của chúng ta chúng ta có cái từ khờ a đúng không thì là nó được ghép giữa một âm âm cờ là phụ âm và âm a là nguyên âm đó phụ âm cộng với nguyên âm nguyên âm đơn hoặc là nguyên âm kép cái cấu trúc thứ hai ạ là chúng ta có một cái phụ âm đầu một phụ âm cộng với một nguyên âm và đằng sau là một phụ âm đơn chẳng hạn như vừa chúng ta có cái từ tiếng việt là từ can ạ can thì là sẽ là một phụ âm đầu một nguyên âm và một cái phụ âm cuối phụ âm cuối là cái phụ âm đơn tiếp theo ạ cái cấu trúc số, số 3 chúng ta có là gì phụ âm đầu cộng với nguyên âm và cộng cộng với phụ âm kép cộng với phụ âm kép Chả, ví dụ để cho các bạn dễ hiểu đi chúng ta có cái từ cang uh, cang can thì là sẽ là gì phụ âm cờ nguyên âm a và một cái phụ âm phụ âm kép như này n cộng với g ghép vào với nhau đó đó thì cũng cơ bản giống như trong tiếng việt thôi nên là không có gì khó cả các bạn nhé Đầu tiên ạ, cái cấu trúc là phụ âm cộng với nguyên âm. Chẳng hạn nhé, chúng ta có cái từ kha ghê, Thì âm kha, âm kha được cấu thành như nào? Đó là từ âm cò, âm kia, âm cò, cò cộng với cả a thì thành là cò đúng không? Nhưng mà không đọc là cò a ca như tiếng Việt mà đọc là gì? Kha, kha, kha. Và âm, âm mê ạ, âm kha âm ge thì sẽ là gì ạ? là co cộng với cả âm e đó co cộng với cả e thành là kê kha ghê ghép lại thành từ kha ghê mang nghĩa là cửa hàng mang nghĩa là cửa hàng tiếp theo chẳng hạn chúng ta có từ xa qua xa qua xa là gì ạ xa qua là hai từ các bạn nhé hai từ thì cái từ đầu tiên chúng ta có âm âm sờ đúng không sờ nhẹ sờ kết hợp với a thành là sờ à, a sa đúng không sa và qua sẽ được kết hợp nhạ âm âm cờ âm cờ cộng với cả cái cái nguyên âm nguyên âm này là âm qua thì chúng ta có cờ cộng với cả qua thành là cờ qua đúng không và giống như trong bài trước mình có hướng dẫn rồi là cái quy tắc viết tiếng Hàn nó sẽ viết trong một ô vuông đúng không ạ? Vậy thì cái âm cờ này nó sẽ nằm ở bên trên so với cả cái chữ qua đây. Đó, chúng ta sẽ biết là gì? Sa qua. Sa qua. Sa qua mang nghĩa là quả táo. Hoặc là có một cái nghĩa nữa là lời xin lỗi. Sa qua. 고기 ghi. Hồ ghi. ghi. Âm 고 được cấu thành là âm cờ này. Cộng với cả âm ô. Âm ô này nó là cái âm nằm ngang rồi đúng không? Thế thì cái từ cờ nó sẽ làm ở phía trên. Đói, phía trên và âm bên dưới là âm ô. Hồ. Và hồ ghi. Y là nguyên âm dọc như này. Thì cờ nó sẽ nằm ở bên trái. Vũ âm nằm ở bên trái. Khi. Hồ ghi. Hồ ghi. Hồ ghi là thịt. Ai. Ai. Thì cái âm yên này. Nó là âm ngờ đúng không? ngờ tuy nhiên thì khi mà đứng ở đầu ạ, đứng ở đầu âm tiết thì sẽ được phát âm như là âm câm đó viết mặc dù bắt buộc cần thiết phải viết nhưng mà khi phát âm thì sẽ coi như là một âm câm và đây chúng ta sẽ đọc là gì? a à, a à, nhá a à. và tương tự như vậy thì là i ai ai là em bé hoặc là ui ôi, ôi là âm yưng đúng không? Âm ngờ kết hợp với ô, ô nằm ngang thì sẽ viết ở bên trên là ô y và y dọc thì sẽ nằm ở bên bên trái đọc là ôi ô ôi đó là cách kép cơ bản chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa năm từ vựng bên trên nhé Kage. ghê kha ghê cửa hàng sa sa qua quả táo cô ghi ghi thịt ai ai em bé ôi ôi quả dưa chuột rồi tiếp theo đến trường hợp số 2 ạ là phụ âm kết hợp với nguyên âm đơn kép và một cái phụ âm đơn một cái phụ âm đơn chẳng hạn ví dụ như chúng ta có cái từ nun Nun này được cấu thành từ âm âm n đúng không âm n n cộng với cả u và cộng với cả n nhưng mà nó là ba âm tiết tại vì trong tiếng hàm chỉ được viết trong một cái ô vuông thôi thế thì sẽ được viết như nào âm phụ âm đầu tiên sẽ là ở bên trên n tiếp theo u bên dưới và niên bên trên thành là nun 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 mang nghĩa là tiết tuyết, tuyết. hoặc là phum phum được kết hợp từ âm bờ phụ âm bờ bờ cộng với cả ô thờ ô bờ, và thêm m là thành là thờ ôm phum thờ ôm phum đọc là phum phum thì tương tự như vậy chỉ ở trong một ô vuông nên là sẽ là bờ đúng không ạ bờ và âm ô nó là âm nằm ngang nên nó sẽ ở bên dưới như này ô và m hùm 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 là mùa xuân hùm biong 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 là âm bờ đúng không bờ cộng với cả io io và cộng với cả âm ngờ âm này ở cuối nên nó sẽ được đọc là là ngờ thế thì chúng ta có bờ yong biong bờ yong biong à, đọc là biong biong biong, biong. Âm dò này nó là âm thẳng, nên là nó sẽ nằm ở bên phải cái phụ âm. Đây, chúng ta sẽ có phụ âm bờ như này. Đó, dò và ngờ, biong, được viết như vậy ạ. À? Biong, biong mang nghĩa là bệnh, bệnh các bạn nhé. Tóc, tóc, à, tóc là gì ạ? Âm căng đúng không? Âm tờ căng, tờ căng. to cộng với cả o và cộng với cả cờ cờ thà và nó đọc là gì tóc tóc ờ, cách viết sẽ là viết gì hai âm tờ hai âm tờ như này ạ với o nó thẳng nên là nó sẽ được nằm ở bên phải và âm cờ này sẽ nằm ở dưới nhá dưới và đọc thành là tóc 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 bánh tóc một loại bánh truyền thống của Hàn Quốc thà 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 được kết hợp bởi âm âm tò âm ti kích tiếng hàn được gọi là ti kích nhưng mà mình sẽ nói là gì cho các bạn dễ hiểu mình sẽ gọi đây là âm tò nhá âm tò cộng với cả a và cộng với cả l đó và âm l này sẽ là gì uốn cong lưỡi lên tò a à, ta đúng không và ta xong mà cong lưỡi thành là gì thà 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 mang nghĩa là mặt trăng cách viết thì chúng nó rằng tờ đúng không? A là dọc nên nó sẽ nằm ở bên phải và liên sẽ nằm ở dưới cái phụ âm sau nó sẽ nằm ở dưới nó nằm ở dưới như này đọc là thờ thal, thal. rồi lần, một lần nữa các bạn đọc lại năm phụ âm bên trên ạ năm từ bên trên ạ nun nun tuyết hùm hùm mùa xuân biòng biòng bệnh bánh tóc thà thà mặt trăng tiếp theo cái cấu thành thứ ba của nó là gì một cái phụ âm đầu cộng với cả nguyên âm và cộng với cái phụ âm cuối nhưng mà cái phụ âm cuối ở đây không phải là phụ âm đơn nữa không phải là một nguyên âm nữa mà nó là hai nguyên âm hay nó còn gọi là nguyên âm kép các bạn nhé để dễ hình dung các bạn nhìn đấy ạ chúng ta có cái từ it it thì sẽ là gì ạ là âm ngò cộng với cả y và cái phụ âm cuối của nó không phải là một âm sờ nữa mà là hai cái âm sờ hai âm sờ Đó, hai âm sờ như này và chúng ta đọc là gì it it hoặc đây ạ man 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 thì các bạn thấy có cái phụ âm đầu tiên là âm m đúng không kết hợp với nguyên âm a và đằng dưới này cái phần bên dưới này phần bên dưới này chúng ta sẽ gọi là phụ âm nhé và sẽ gọi là thật chim hạt chim thì cái hạt chim của chúng ta ở đây sẽ là bao gồm hai cái phụ âm ghép vào với nhau phụ âm niên này phụ âm n này và phụ âm hiết là hờ n với hờ ghép vào với nhau như này thành cái phụ âm phụ âm cuối kép và các bạn sẽ biết là gì màn vẫn là mờ mờ đúng không và âm A, âm A ở bên trên viết gọn vào đây và bên dưới N với H làm sao cho để trong như một ô vuông thôi này màn, màn man mang man mà nghĩa là nhiều màn thà, nhiều đó, vậy thì bên trên là chúng ta đã có ba cấu trúc nhá, ba cấu trúc cơ bản trong tiếng Hàn, phụ âm, nguyên âm phụ âm, nguyên âm phụ âm đơn phụ âm, nguyên âm và phụ âm kép Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách đọc Cách đọc của phụ âm Cách đọc của phụ âm cuối Hay là còn gọi là phạt chim Phạt chim các bạn biết cái từ phạt chim này Bản chất, bản thân cái từ phạt chim nó mang nghĩa là Cái giá đỡ, cái bệ đỡ Thì cái phụ âm cuối cũng giống như vậy Phụ âm cuối đấy ạ Nó coi như là một cái giá đỡ, một cái bệ đỡ cho cái từ đấy Thế thì cái cách đọc của phụ âm cuối Sẽ tính như nào ạ Đầu tiên là cách đọc phụ âm cuối đơn Đây các bạn nhìn vào cái bảng này nhé nhưng bạn nè thì đối với những cái từ như này ạ cờ cờ và khờ đúng không đó là đều là âm kíp sang thì chúng ta sẽ được đọc là gì ạ được đọc là cờ đọc là cờ đấy chẳng hạn như là check cái từ check này thì sẽ được đọc là cờ như này ạ check các bạn đọc là check là cuốn sách thư phạt là hai âm cờ nhưng mà khi mà chúng ta đọc Chúng ta phát âm thì cũng chỉ là một âm cờ thôi Mà đọc là gì? Thạc 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 là bên ngoài Thạc Thạc Puok 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 Thì khi nhá Nếu mà nó là âm đầu Âm đầu ví dụ như đây ạ Âm đầu thì chúng ta đọc là khờ đúng không ạ? Và đây tươi này đọc là kha Kha Nhưng mà khi nó đứng ở cái vị trí phát chim Đứng ở âm cuối như này thì cũng đọc là cờ hết các bạn ạ. Và đây chúng ta sẽ đọc gì? Phù ọc, phù ọc, phù ọc, phù ọc là bếp. Dạ. Nhớ, nhá, cờ, cờ và cờ thì đều đọc là cờ hết. Rồi, niên, n thì đơn giản thôi, n vẫn đọc vào n. Ví dụ như chúng ta từ nun, đây n đúng không? Thì vẫn đọc là niên, vẫn đọc vào n thôi. Nun, nun là vừa rồi là gì? Mắt, đúng không? Nó mà hai nghĩa một là mắt, hai là tuyết, tuyết rơi ạ và son son cũng là phụ âm cuối phát chim của nó là n và chúng ta sẽ đọc là son 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 mang nghĩa là tay tay rồi cái trường hợp phải nhớ này chính là cái trường hợp số 3 đây tất cả những âm này tờ sờ chờ chờ hờ thờ và sờ sờ sang chiếc này cả tất cả những âm này thì khi nó đứng ở phụ âm cuối, hạt chim, thì nó sẽ được đọc là tờ. Đọc là tờ, nhá. Đọc là tờ hết các bạn ạ. Chẳng hạn như từ này. Chúng ta có từ thật, thật, đúng không? Thì âm cuối đọc là tờ. Thở, tát, thật. Âm sờ, tiếp theo âm sờ, mặc dù nó là sờ nhẹ nhá. Mặc dù là sờ nhẹ nhá. Nhưng mà khi nó là hạt chim, khi nó là phụ âm cuối, thì cũng đọc là tờ. Vậy thì cái từ này chúng ta đọc là gì? Mặt, mặt mạt mạt mang nghĩa là vị vị tiếp theo từ này từ này sẽ đọc là gì ạ chờ chờ mà phụ âm cuối cũng vẫn đọc là tờ và đây đọc là cốt 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 là hoa được chưa hoặc là cái từ chờ này chờ nhẹ này chờ này thì phụ âm cuối cũng đọc là tờ sẽ đọc là nạt 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 hoặc là từ từ hit đây là âm hờ đúng không âm hờ ở cuối vì vậy sẽ đọc là tờ và âm này sẽ đọc là ít hit hit đây thờ thờ ở cuối cũng đọc là tờ và đọc là mặt 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 và đây hai âm sờ hai âm sờ nhưng mà ở vị trí phụ âm cuối cũng đọc là tờ và đọc là Đọc lại một lần các bạn nhé thật Mặt Cốt nạt, Hiết Mặt Ít Đấy chưa Và đây Âm liên Âm liên mà khi nó đứng đầu thì chúng ta có thể đọc là Là lo hoặc là r đúng không ạ Tuy nhiên khi nó ở vị trí phụ âm cuối Ở vị trí phạt chim ạ Thì chúng ta sẽ chỉ đọc là là l thôi Và l uốn cong lưỡi lên các bạn nhé đó l thì cái từ này sẽ đọc là thal 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 là mặt trăng và từ này là m với a với cả l là mal, mal 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 là con ngựa rồi hai âm này thì dễ thôi ạ bờ và bờ. à, bờ và P bật hơi thì cả hai âm này khi mà phụ âm cuối thì nó sẽ được phát âm là bờ âm bờ Chẳng hạn nhé các bạn nhìn cái từ này Thập, thập thì sẽ là Bờ A, bờ áp đúng không? Thập, đọc là thập Thập Thập, là cơm Tiếp theo ạ Chịp, chờ y bờ Chờ chip bờ chip Chịp Chịp, Và tương tự, từ này cũng vậy Từ này cũng vậy Mặc dù có cái âm thờ bật hơi như vậy nhưng mà chúng ta đọc vì nó ở phụ âm cuối. Nên là cái âm đó cũng sẽ được đọc là bờ, bờ, bờ. Và các bạn sẽ nói là gì ạ? Chịp đúng không ạ? Chịp. Và cái từ chịp này nhá mang nghĩa là nhà. Còn chịp này, mặc dù cái cách đọc giống nhau, nhưng mà nghĩa nó khác nhau. Từ chịp thứ hai mang nghĩa là dơm dạ. Đấy chưa? Bạp. Chịp. Chịp. Rồi, m thì đơn giản thôi ạ. M mà nó ở phụ âm thì vẫn đọc là m. Chẳng hạn nhé, chúng ta có từ pam, pam đây đó. M là phụ âm cuối này thì p a p a pa thêm với m nữa là p a pa, pam, pam, pam. Có âm cơm nữa, ạ. âm cơm đọc thành là kum. Pam là đêm và kum là vàng, được yeah. Và âm ương này ương này khi ở phụ âm cuối hạt chim nó sẽ được đọc là là ngờ ngờ nhá còn đâu nếu mà nó đứng đầu á nó là phụ âm đầu á thì các bạn coi như âm câm vẫn phải viết nhưng mà coi như câm đi đây từ này chúng ta sẽ đọc là a à, a à. nhưng mà phụ âm cuối đọc là ngờ ví dụ như là thằng các bạn thấy có thấy có âm ương đi không đây là phụ âm cuối này thì cờ a à, ca với cả ngờ thằng 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 là sông hằng và hờ a ngờ hờ a ngờ đọc là hăng hăng hằng hang có nghĩa là cảng cảng được chưa rồi thế các bạn nhớ chưa nhớ cái cách đọc của phụ âm cuối đơn này nhá nhớ là cờ này ừ, cờ cờ và khờ thì là cờ đấy còn đâu bờ này sờ chờ chờ hờ thờ sờ tất cả cá các bạn cần nhớ chính là cái cụm này này, đấy. cái này, này thì là tất cả đọc thành tờ, được chưa? bờ pờ này là pờ hết, bờ hết. đây là ngờ cuối câu đọc là ngờ, cuối đọc là ngờ được chưa? rồi còn thứ hai là đối với cách đọc của phụ âm cuối đôi, hạt chim đôi thì có hai dạng, dạng một, dạng một là gì? các bạn chỉ cần nhớ ba cái ba cái phần phụ âm đổi thôi là gì? nếu mà cứ có những cái phụ âm như này, đây ba phụ âm như này, thì chúng ta sẽ đọc theo cái phụ âm bên phải như này sẽ đọc là, chẳng hạn như đây, thì sẽ đọc thành là cờ, được chưa? phụ âm bên phải là cờ mà, Đấy, cờ, kia thì sẽ đọc là cờ, đây, bên phải theo như bên phải đọc là mờ, mừm, mờ và theo như bên, bên phải đọc thành là thờ, đó, thờ và cái pờ này thì thì rốt cục về cũng sẽ đọc là là pờ này thôi chứ đúng không? Đó. Để các bạn dễ hình dung hơn nhá. Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây ạ. Chẳng hạn như chúng ta có cái từ thật này đúng không? Mặc dù nó là cái phụ âm đôi như này, nhưng mà khi đọc thì theo như quy tắc sẽ đọc theo cái phụ âm ở bên phải. Vì vậy nó sẽ được chuyển thành là cờ. Đọc là thật, 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 con, con gà. Hoặc là đây, hai cái phụ âm liên và miêm mờ như này. Nhưng mà khi đọc thì sẽ là đọc thô, theo cái phụ âm bên phải thôi và đọc là thom. Thom ta, thom, thom mang nghĩa là trẻ trung. Hoặc là đây ạ. Đây, liên với pờ đúng không ạ? Thì chỉ đọc là pờ thôi, đọc là ức, ức ta, ngâm thơ. Đó, thì các bạn nhớ nhá, ba phần này học thuộc cứ có ba cái phụ âm đôi này thì sẽ đọc theo bên phải đọc thành co m th nhé còn dạng thứ hai dạng thứ hai là tất cả những cái phần còn lại tất cả những cái phụ âm mà các bạn nhìn thấy là nó hai phụ âm đôi ghép với nhau thì các bạn đọc theo âm bên trái cho mình đọc theo âm bên trái đấy chính vì cái phần này nó nhiều hơn nên là mình mới bảo các bạn là các bạn hãy học thuộc ba cái phụ âm đôi này thôi 1, 2, 3 Còn tất cả những cái trường hợp còn lại Các bạn cứ đọc theo bên trái Đọc theo bên trái Thì đây ạ Đây Đọc theo bên trái Ví dụ như cò sò nhá Thì đọc thành là cò Đấy chưa N cho Bên trái là N Liên tiếp Thì sẽ là gì Đọc thành liên Và liên siốt Lò sò Đọc là Theo bên trái Là Là, là, l như này và l thờ đọc theo bên trái là l đó khi mà các bạn mới học á các bạn thấy nhiều quá các bạn sẽ thấy dối thì chỉ cần đọc ba cái phụ âm đôi kia thôi học thuộc thôi còn đâu tất cả còn lại đọc hết về bên trái dạ. p s đọc theo p và n h đọc theo n à, l này thì sẽ đọc theo liên theo l này được chưa ví dụ này chúng ta có cái từ đây co đúng không? Ờ, không phải nằm trong cái ba cái phụ âm đôi kia thì sẽ auto là đọc sang bên trái đọc thành là nó bỏ sò đi đọc là nó nó là hồn tiếp theo nờ cho đọc theo bên trái đọc thành là gì ăn ăn bỏ cho đi ăn ngồi do tôi đúng không thì cái chữ tôi này đọc theo bên trái đọc là tôi tôi do tôi là số 8 ừ. l với th đọc thành là gì đọc theo l và sẽ đọc là hal 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 thà mang nghĩa liếm thập đúng không đọc theo bờ bên trái khập 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 là giá man thà man n h đọc theo bên trái đọc thành là màn màn nhiều về cô về cô đọc theo liên như này ạ và đọc là gì bên trái đọc là gol dồn vào một hướng al al tha đây đọc thành là bên trái đọc là al 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 tha là đau ốm rồi các bạn hiểu cách đọc chưa Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào luyện tập Luyện tập cho bài ngày hôm nay các bạn nhé Đầu tiên cái từ này ạ Từ này sẽ đọc là gì ạ? Bang đúng không ạ? Bang là bánh mì Âm yêng ở bên dưới bát chim Sẽ đọc thành là ngờ Và đọc là bang Bang Bánh mì Tiếp theo Liên ở bát chim sẽ đọc là gì? L đúng không? Và đọc là âm căng Sẽ đọc là gì? Tal kỳ Tal Là dâu tây Sờ, sờ ở phụ âm cuối sẽ được đọc là là tờ và sẽ đọc là ột, 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 áo. chờ bật hơi ở phụ âm cuối cũng đọc là tờ và đọc là cột, 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 hoa. Xanh xòn, ngờ đúng không? Và niên vẫn đọc là niên bình thường, n bình thường. Đọc là xanh xòn, xanh xòn, cá món cá chi gặp bờ đúng không bờ này thì đọc là bờ bình thường thôi đọc là gì chi gặp gì gặp là cái ví liên đọc là l và sẽ đọc là gì thal thal là chân bờ này sẽ đọc là gì ạ đọc là bờ đúng không bờ và đọc là ip ip là cái lá rồi cái từ này ạ liên với cờ ờ, theo một đúng một trong ba cái phụ âm đôi kia đúng không và đây chúng ta sẽ đọc theo âm bên phải và đây đọc là gì thật thật là gà đó thật đọc là thật gà rồi đọc lại một lần nữa các bạn nhé pang pang bánh mì ta kỳ dâu tây ột ột áo cột cột hoa xanh 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 cá chi gặp chi gặp ví chân 잎잎 lá thặc thặc gà theo ạ âm này là M đúng không đọc thành là mờ đọc là Hùm Hùm là con gấu rồi pờ p thì phụ âm cuối được đọc là gì? Đúng rồi là p và chúng ta đọc là gì? Ip. Ip. Ip ở đây là cái lá, cái lá. Ngờ đúng không? Từ này sẽ đọc là ngờ và đọc là thằng thằng Rồi, sờ đây đọc là gì ạ? Sờ đọc là chuyển thành đọc là to và đọc là thịt, thịt, thịt là cái lược. To này, to này sẽ đọc là gì? Cũng Chuyển như này. Đọc là khột. Khột. Khột là sớm. Chờ. Chờ này cũng đọc thành là to. Và đọc là gì ạ? thịt thịt Ánh sáng. thịt Tiếp theo ạ. Trăng môn. chăng là cửa sổ. Mù rực. là đầu gối đúng không ạ? Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. Khồm. Khồm con gấu ịp ịp cái lá thằng, thằng, phòng thịt, thịt, cái lược cốt cốt sớm thịt, thịt, ánh sáng nạt nạt ban ngày ịp ịp miệng chăng mùn chăng mùn cửa sổ và mù rực mù rực đầu gối